Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là ngày mùng 5 Tết, nhằm ngày 14 tháng 2, 2024. Cũng là ngày tình nhân. Một lần nữa chúc các anh em đang xem miền Tây Solar có một năm mới an khang thịnh vượng, đạt được nhiều cái thành công trong cuộc sống. Các bạn tình nhân ngày 14 tháng 2 có một cái ngày tình nhân thật là viên mãn nhất có thể nha. Cố gắng cho nhau những cái nụ hôn, những cái nắm tay, những cái ánh mắt thật là trìu mến nhất có thể. Thì trở lại với nội dung trong video này thì em giải đáp. Sáng sớm nay em thức dậy có ông anh, ổng gọi em, ổng nói em có bán Elayoi không? Sao lâu quá rồi không thấy em bán nữa? Elayoi của em hết rồi hay sao? Thì đâu có hết mọi người. Tại vì em nhiều đồ quá, nhiều khi em không có quay cái món đó mà trong một khoảng thời gian dài em không có quay mà em quên. Chứ làm sao em hết được anh em. Khi mà em hết thì em sẽ thông báo cho mọi người nha. Elayoi em vẫn còn đầy đủ. Elayoi 400W giá 850 bao ship. Và Elayoi 600W giá 1 triệu mốt bao ship. Vẫn còn đầy đủ hai loại luôn nha. 400W và 600W. Thì về cái vấn đề Elayoi thì như anh em biết rồi. Nó là MBPT và nó rất là thần thánh nha mọi người. Nó cực kỳ là thần thánh. Ở chỗ là nó bền cực kỳ. Rất là bền. Nó bền hơn cả mạnh quân luôn nè. Ở Elayoi thì hiếm có một con Elayoi nào bị hỏng nha. Em nói thật với anh em luôn, hiếm có một con Elayoi nào bị hỏng. Có chứ không phải không có nha. Nhưng mà trong hàng ngàn con mới hỏng một hai con thôi. Thì hiện tại em đang để một con Elayoi 400W ở đây. Elayoi 600W vẫn còn nhiều lắm, nhưng mà em không có đem ra. Thì Elayoi là em rất là hay dùng để test mấy cái tấm pin. Lý do là tại vì thông số của Elayoi nó hiện rất là chi tiết. Chúng ta có thể xem rất là cụ thể ở đây ha. Bốn cái màn hình ở đây. Thì con Elayoi mà bị lỗi màn hình, nó bị mất mấy nét á, thì em bán cho mọi người là 680 bao ship nha. Đó, em bán lỗ luôn. Nói chung là nó bị lỗi màn hình thì mình bán lỗ luôn. Em có thể thay màn hình cho nó được, giá không có nhiều cái màn hình á, nhưng mà em không có thời gian mọi người. Em không có thời gian làm những công việc đó. Thì trước mắt anh em là em vẫn đang test tấm pin Mỹ bằng Elayoi nè. Ngày hôm qua em test đâu đó khoảng 7-8 tấm. Và hồi tối hôm qua các anh em đã lấy hết rồi. Mấy anh em đã lấy hết những cái tấm ngày hôm qua rồi. Và hồi nãy giờ em test thêm một đống ở đây gồm có 4-5 tấm nữa nè. Và hôm nay em cũng dự định là em test cũng 7-8 tấm nữa. Để các anh em có thể tối nay lấy và em gói gửi, sáng mai em gửi bưu điện luôn ha. Thì em nhắc lại một lần nữa là bữa nay là còn mùng 4, mùng 5 thôi. Bưu điện nó làm việc trở lại nhưng mà khá là chậm. Cho nên mọi người sẽ nhận hàng chậm hơn so với thường ngày. Mong anh em thông cảm, thật là sự thông cảm nha. Bưu điện sáng nay có báo với em là shipper đã làm việc lại. Nhưng mà chỉ có một bộ phận nhỏ của shipper làm việc lại thôi. Đa phần shipper vẫn còn đang nghỉ Tết anh em. Cho nên là thật sự là thông cảm nha. Shipper có thể giao hàng trễ hơn so với dự kiến, so với ngày thường nha mọi người. Đó thì tấm pin 67,5W pin Mỹ em đang bán 500.000 mà em bao ship luôn. 500 mà em bao ship luôn nha. Hiện tại sáng nay có chú lấy 2 tấm rồi. Có chú lấy 2 tấm và em test em để đây. Rồi giờ em test thêm 7 tấm nữa. Hiện giờ chiều có ai lấy hôm nữa thì em tối nay em biết tiến hành em gói luôn nha. Đó em nói thật là rõ ràng cho mọi người có thể tham khảo về phần tấm pin Mỹ. Nếu anh em cần thiết thì hãy liên hệ nha. Có 500.000 tấm thôi, bao ship luôn. Em chỉ còn được khoảng 3 mấy tấm mọi người. Thì hiện tại em đang dùng tấm pin Mỹ đó để em chạy vô con Elayoi. Điện áp đang của ắc quy đang là 13,7V. Em coi cái điện áp sạc bây giờ là bao nhiêu. Điện áp sạc khá thấp. Giờ em tăng điện áp sạc lên 14,4V. Ok. Rồi, điện áp sạc bây giờ là 14,4V. Điện áp tấm pin bây giờ là 30 mấy V. Dòng xuống là 1,5A. Và dòng nó đang cấp cho bình và đang cấp cho cái quạt mà em đang cho quạt đây là 3,mấy A. 3,mấy A đây không phải là công suất mắc của tấm pin đâu nha anh em. Công suất tối đa của tấm pin không phải 3,mấy A đâu, nhiều hơn. Nhưng mà cái ắc quy của em thì nó cũng là gần đầy. Và cái quạt của em thì là cái quạt 12V. Khi anh em mà sử dụng những cái hệ thống 12V á, thống 12V giống như em đang lắp nha. Tấm pin đi vô con Elayoi, rồi đi vô ắc quy và ra trực tiếp tải. Thì cái hệ thống của ông ta 12V nó khá là đơn giản anh em. Nó không có ăn kích, không có tốn nhiều thêm nhiều tiền nữa. Thì hệ thống 12V này chúng ta có thể đèn nè, quạt nè, máy bơm nè, máy bơm hồ cá 12V đó, hoặc là wifi nè, hoặc là camera nè. Đó đều là xài 12V hết nha, cho nên là hệ thống 12V này bây giờ cũng rất là hữu dụng á. Các anh em mà xài dưới ghe ha, đi đồng nhiều hay là những cái chòi canh hay là anh em ở trên xe hơi rồi đó thì cũng hay sử dụng lắm. Hệ thống rất là đơn giản thôi mọi người, không tốn nhiều tiền chứ. Này, hệ thống 12V này, một tấm pin anh em có thể đưa vào này.
Thì cái con Elejoy này á, 400 W thì anh em có thể gắn 450 W trở lại. Và điện áp của tấm pin á, từ 17 cho tới 50 55V, 17 tới 55V. Và anh em có thể sạc cho hệ ắc quy 12 hoặc là 24. Đó, điện áp vào nó sạc nó thay đổi có thể từ 6V cho tới 30V nha. Đó, thì em nói thật là rõ cho mọi người. Nó có Elejoy áp cao nữa nhưng mà em không có cái loại đó. Elejoy của em là Elejoy áp bình thường thôi. Cái áp của em là sạc là từ 30 trở lại. Anh em có thể sạc cho hệ 12 hoặc là 24. Thì khi về anh em đấu nối á, nhớ dùng dây điện to hơn nha. Em ở đây em test em dùng dây điện rất là nhỏ. Lý do là tại em có con tấm pin thôi, em test lần con tấm gì nè. Cho nên dùng dây điện bình thường thôi. Còn mọi người về nhà có thể quăng hai con domino này đi. Bỏ hai domino này đi mọi người. Thay hai domino bằng cái CB nè. Đó thì nó mới là chất lượng xài lâu dài được anh em. Con domino này là nó chịu tải không có lớn đâu. Đó, nó chịu chừng hai tấm pin đó. Rồi chịu nữa thì nó sẽ tiến hành nó nóng. Đó, ta có thể thay bằng CB này chạy cho nó gọi là cho nó đúng kỹ thuật và nó an toàn chất lượng nhất nha. Đó thì trước mắt anh em là tấm pin Mỹ. Thì em quay đoạn này ngắn thôi, thứ nhất em trả lời với anh em là Elejoy em còn bán không. Câu kết quả là vẫn còn bán bình thường, giá cả vẫn không có gì thay đổi đâu. Con này là 850 bao ship nè, còn cái con 600 quá đó là 1.1 triệu bao ship. Rồi câu hỏi thứ hai là mọi người hỏi em pin Mỹ như thế nào đó, thì đó em đang test nè. Anh em muốn lấy à, 67,5W, giá 500k một tấm em bao ship hết. Đó, em bán em lời lãi không có quan trọng đâu mọi người, bán tới bên Mỹ không có lợi nhiều chân á, nhiều khi lợi mấy chục ngàn hoặc là 100 ngàn. Đó, cái công gói ghém đồ nó dữ lắm mọi người, rồi chưa tới tính tới cái vấn đề mà vận chuyển nó bị bể nữa. Đó, vận chuyển đang đi giữa đường vậy, bưu tá gọi em nói rồi anh ơi, rồi pin như vậy 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 rồi đó, rất là đáng buồn. Nói chung là bán đôi khi lỗ luôn chứ không phải lúc nào cũng lời nha mọi người, cho nên cái việc đó riết em cũng quen à, dám chơi dám chịu người ơi ha, chứ còn mà buôn bán không phải cái gì cũng lời đâu anh em. Thôi thì em kết thúc video đây ha, em chào mọi người. Hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé. Em đã sẵn hàng ở đây hết rồi, anh em chỉ cần chốt đơn thôi, chốt đơn lụm thôi. Đó. Elejoy này là MBBT nha, nó gọi là nó rất là trâu bò luôn nha mọi người. Elejoy là một sản phẩm rất là trâu bò. Anh em mà xài rồi sẽ biết ha. Thôi em xin chào anh em hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau.